Dạ, bếp của tôi xin chào cả nhà và mong cả nhà luôn được khỏe mạnh và bình an. Ngày hôm nay gia bếp của tôi làm một món ăn trưa rất là đơn giản, và món ăn này nó gợi nhớ đến ký ức tuổi thơ của gia bếp của tôi cũng rất là nhiều người, đó là cơm rang với lại tóc mỡ. Cơm thì gia bếp của tôi nấu xong để nguội, sau đó cho một ít dầu ăn vào đây trộn đều và đem cất vào tủ lạnh một đêm. Hôm nay mình đem ra mình chiên thì cơm sẽ rời hạt và ngon hơn nhé. Để bắt đầu làm thì đây, nhà bếp của tôi đã chuẩn bị một cái nồi gang. Nghe nói là chiên cơm bằng chảo gang hoặc nồi gang sẽ ngon hơn. Mình không có chảo gang, mình sẽ dùng nồi gang. Cho phần chiên cơm thì gia bếp của tôi có đây là mỡ, mình thắng mỡ, mình để dành mỡ trong đây để mình chiên thì cơm sẽ ngon hơn. Tỏi băm và hành tím, nước mắm, tiêu và không thể thiếu đó là tóc mỡ. Tóc mỡ thì mình có mỡ mình sẽ luộc sơ, sau đó rửa sạch rồi mình thái nhỏ và mình thắng cho mỡ ra hết, và mình lấy cái tóc mỡ giòn như thế này. Bây giờ gia bếp của tôi sẽ cho mỡ. Chiên cơm với lại mỡ thì sẽ ngon hơn với dầu nha cả nhà. Hành tỏi vàng thì em biết là tôi sẽ cho một thìa nước mắm vào cơm và trộn đều. Thêm một thìa nữa. Ngày nay có điều kiện nhiều hơn thì cơm chiên mình có thể đánh một vài quả trứng, sau đó trộn vào cơm và đem lên chiên thì sẽ có màu vàng đẹp hơn. Thơm quá cả nhà ơi. Mình miếng tép mỡ này ngon quá. Hấp dẫn. Sau đó gia bếp của tôi sẽ nêm nếm lại xem vừa chưa nhé. Thơm mùi tỏi và tóc mỡ. Cho thêm tóp mỡ vào nha. Một ít hạt tiêu. Nhìn ngon không cả nhà? Rất là đơn giản và gợi nhớ lại ngày tuổi thơ. Đi sáng sớm là ăn một bát cơm rang tóc mỡ như thế này rồi đi học.
xin mời cả nhà dùng trưa với Giang Bút và tôi nha. Cơm rang tóc mỡ. Tóc mỡ giòn rụm, hạt cơm tươi và thơm, rất là thơm. Gia Mấy và tôi xin chào cả nhà nhé.